Một ngày của Sunny Chan. Chú thích, Sunny là tên YouTube của tôi đó mọi người. Đây là những hoạt động ở phần 1. Ai chưa xem thì vào TikTok và YouTube của tôi xem liền nha. Hôm trước vào lớp đi học mà mọi người thấy tụi mình á là tại vì tụi không có quay các bạn thôi chứ không phải tụi học mình đâu. Môn này thì không có khó, nhưng mà khó với tụi mình nha. Nhìn cái điểm số thấp đều mà tôi tự hào mấy bạn tôi ghê vậy. Khác quá là cần tình một chai nước. Ủa gì vậy, có lộn bạn không? Tự nhiên qua bàn người ta ngồi vậy. Qua đây nè mấy cha nội. Mới học có ở tiết kiều mệt. Nhỏ này chăm học ghê vậy đó. Cái xì tai uống nước mà ngửa mặt lên trời tôi vẫn không hiểu được. Nhìn vậy cho tôi nếp vỏ chai vô cặp á. Rồi tiếp theo môn gì đó? Trời ơi là cái môn không đội trời chung nè. Hàm 8 qua vô trẻ không có ngồi chung được. Vậy mà điểm số nó thấp điệu mới ghê chứ. Các bạn ơi, cùng mình tập thể dục buổi sáng nhé. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, bốc hít thở, hít thở, hít thở. Tiết học thể dục là tiết cuối cùng của buổi sáng. Sau đó thì tôi thay đồ và đi ra ngoài ăn trưa. Trời sao mấy nhỏ lâu dữ vậy? À đây rồi. Má giống như là nó nghe được tiếng lòng của mình vậy đó. Mà đúng hơn là cái tiếng bụng của mình đang kêu rột rột đây nè. Dạ hư hư, cùng đi ăn món ngon thôi. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần. Thế nên sau buổi ăn trưa mình sẽ quẩy tung nóc nhà. Vậy nên không có đi xe hồi sáng nữa mà bảo Di với Huy đổi sang xe con đời mới nha. Gì chứ nói chuyện chơi mấy đứa này sành điệu lắm. Đứng đợi mà cũng không yên nữa. Wow, nhìn cái xịn liền. Có mấy đứa bạn giàu cái mình được hứng cá vậy đó. Trời xe xịn có khác người nó êm gì đâu á. Giờ tụi mình đang đi mua đồ ăn ha. Ôi là trời, con Huy lấy lụa kìa mọi người. Không có đi dưới lòng đường đâu, đi lên lề vui vậy đó. Mốt bị công an bắt đừng khóc á nha. Thì mình là nhân viên nên mình có mã khuyến mãi. Anh cho nơi cho em 4 cái bánh hải sản nhiệt đới size L để dài nha. Bánh bự quá không có bưng hết, thế nên kêu xù vô bưng phụ. Xương xương bằng cái mặt tôi thôi. Tụi này giống mình ăn ít lắm. Mua xong á thì đau đầu không biết ngồi ăn ở đâu. Vì cửa hàng của tôi chỉ mua mang về thôi. Cái gì nó có đứa bạn có du thuyền. Mà nghe du thuyền là khoái liền. Mà nghĩ cũng hơi ngộ ha. Cái vai mà ngồi trên du thuyền ăn pizza nó hơi phèn đó. Ô là trời, đẹp trai lỗi tại ai? Sao mày phèn mà mày có đứa bạn chất lượng quá vậy Di? Vậy mà giờ này mới giới thiệu ha. Ô má ơi, coi mấy nhỏ kìa. Cái bánh pizza mà nó làm như là bầu cua tôm cá vậy đó. Lắc muốn dân hết topping hà. Ui, được lên tầng 2 ngồi luôn mọi người ơi. Tao biết mày mừng mà mày làm cái gì vậy xù? Giữ cái liên sĩ lại coi. Rồi rồi, được bạn dẫn lên tầng 2 nè. Ngang cái đoạn này là phải từ tốn thôi nha mọi người. Phải giữ lại thể diện cho Di chứ. Đã được ngồi ăn rồi mà còn được bạn pha cho cà phê nữa. Cho bạn Hiếu 10 điểm tử tế liền. Rồi rồi, giờ đói quá rồi, lôi pizza ra ăn thôi. Có bạn mới ở đây là mình ăn từng miếng thôi nha mọi người. Ăn xong cái Hiếu nó vừa pha xong cà phê luôn. Ôi là trời, coi cái tướng bưng ly cà phê mà vừa đi kìa trời. Đầy cái sự mạnh mẽ nam tính. Nhưng mà rất là dễ thương nha. Bưng từng ly cappuccino tới chỗ của tụi tôi luôn. Thế nên theo phép lịch sự thì tôi mượn Hiếu ngồi chung. Mà quán đông khách quá không có bàn nữa, thế nên là nó leo lên bàn nó ngồi luôn. Không sao, bạn thích là được. Ăn xong thì trời vừa chập choạng tối. Cán Huy nó rủ đi đu quay. Giờ này mà ngồi trên đó ngắm cảnh thành phố là nhất ha. Các mọi người nhất trí đi liền và không quên rủ theo bạn mới. Giờ này thì du thuyền cũng bắt đầu đông rồi, thế nên bọn mình đi nhanh cả không cản trở công việc bán hàng của Hiếu. Quán thì vẫn làm việc nhưng mà ông chủ thì đi chơi nha. Vì đu quay cách đó không xa nên là bọn mình chạy qua luôn. Và buổi tối hôm đó hứa hẹn một đêm cực kỳ vui. Mọi người cùng đón chờ ở phần 3 nha.